xin chào cô chú anh chị em các bạn ha. Nay Dương ghé chơi nữa, tiện ghé thăm hai lúa. Đây có mấy nhỏ bên này nó chạy lên chơi, ngày mai mình mới kéo về với gia đình. Đây chở gì đây, chở mấy cái trong có cái hào để hàng nữa, mấy khung sắt. Nóng quá chịu hết nổi rồi, hai tuần gặp lại, hai tuần gặp lại đúng không? Để chào mấy nhỏ lên đây. Chưa lần nào buồn ngủ thê thảm vậy, chưa lần nào mà tao buồn ngủ thê thảm vậy, buồn ngủ mà đi cũng không nổi luôn. Có cái dĩa không à? Dĩa thôi khỏi lấy đi, ngồi lấy tôi sành ăn. Tôi mới chị dâu mà mua để dưới sẵn rồi, sáng chạy về vô nhà mà quên lấy. Đây nhìn nó coi. Ây à. Ừ. Dạ. Đây. Trời cao 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 dễ chạy ha, mà nó dài quá. Hả Dương? Bao nhiêu ngàn mai rồi? Tắt máy à? Ok, tắt máy nó mà nổi, nổi máy mà nổi gì? Đây, giường ngủ nha. Máy lạnh đầy đủ nha, đủ lạnh luôn nha. Đây. Cái này gì đây? Đồ để nồi cơm. Ờ. Ừ, đầy đủ hết trơn nha. Ok. Ồ, máy nước khúc kình nè. À, còn dưới là máy hít. Máy, máy cầu quay. Ờ, đầy đủ nha. Này e còn rất sợ vậy? Không, máy lạnh portable á. Ờ, máy lạnh đó phải không? Máy phát điện nổ lên cái mở lên. Ờ. Này máy lạnh nè. Máy xe. Đủ lạnh nè. Máy cầu quay. Ok. Mời mua hài lúa chắc chỉ đổi nghề quá. Mấy nhỏ tới là gần tới rồi hả? Chắc nấu đường nữa. Ê. Nó mới lên nè. Giờ vẫn bị nó ốp đá nha. Đây là nữ sát thủ nè. Coi như là nữ sát thủ nè. Đưa vô làng nào nó cũng thủ tiêu bạch thầy hết á. Không có đối thủ luôn á. Ok. Ai mà muốn qua hai lúa này gọi hai lúa nha, hẹn trước nha. Bây giờ mày nó chạy xuống dưới rồi, kêu nó chạy lên. Có mấy nhỏ chạy lên tới nữa kìa. Mấy nhỏ lên tới chú anh chị nhiều bạn, con yến nữa. Hello sir. It's too hot. Very hot today. Over 100. I think 101 too. 101? Yeah. Holy cow, water. Turn the heater down. What? Hay mà... Corona hay eo gì? Hay đi cần gì? Bữa nay mình ăn rồi. Ê, hôm bữa nay chưa? Hôm giờ hôm chưa? À, mình ăn mắm chua của Tây Ninh nha. Ở chỗ đèn có muối với đèn. Mắm chua Tây Ninh. Chắc có đây tao kiếm rồi. Nhỏ chút đi, chờ chút đi. Hôm
năm anh em á, bán quyền hết tất, bán quyền có phát rồi, chút đi rồi mấy chục subscribe phát lên tội nghiệp. Ê, mà mắm chua à, mắm liêm à. Ok. Cái này để con vợ nó để nó quay được không chú? Hả? Chưa quay, em mở điện lên, điện đâu? Sao tắt hết rồi? Mở lên nó mới tắt, nhà có chú, người chú không có. Ừ, tắt. Chú có một giáo còn tắt nữa chứ, ai biết đâu. Mở rồi, mở rồi. Cái tủ lạnh không có lạnh hả? Thôi đâu biết, dặn lên. Mới tắt điện mà quý, đúng là tắt điện. Nó tắt đây nè. Tắt đâu? Tao đâu, tao mới mở lên á. Con nó lấy có ai đụng nó đâu. No, chắc là mai đi làm đầu óc nó không có máy. Đây khuôn mặt thân quen nha. Vô. Vô hai lúa. Hai lúa chạy đi. Trời nóng muốn cho biêu. Lạnh. Dầu gió xanh ăn nhị tin độ chứ. Dầu gió xanh đi. Dầu xanh kìa. Rồi. Giờ mời nhậu với hai lúa nha. Cái này chưa, nghe nó ăn ngon lắm, mà cái gì? Bằng cặp. Câu chưa ăn chưa, mua hả? Đúng rồi, mình thấy nhạc không lời được. Trời, chúng đi, đang quay phim đó. Có nhạc không lời được. Ờ, không lời, ok. Con cá này câu đủ cỡ, lấy nè, cặp tay em cho lấy. Xin bỏ đây, lấy bỏ đây. Nó cho lấy. Hải câu rồi đó hả? Ừ. Em câu cá gì? Em câu cá rồi. Ê, mắm chua nè. Người ta nói ý là mắm này, mắm chua. Cái nào cũng được, dân miền Tây mà phải không? Dân miền Tây. Ừ, dân miền Tây. Cái gì? Cái gì? Đồ, nghe nói ngon lắm. Cái này không biết cái gì. Không biết mà nghe chưa? Tội miếng điện nó cá con cá kia mày biết cái gì? Con cá này kia bằng con cá két. Con cá kết đó. Ơi, chọc miếng điện này nè. Cá bé thôi chú. Nè gì ở Mỹ mà. Cá chẻm mà. Đó cá chẻm. Rồi cá chẻm, cá chẻm có giải, này có giải đâu. Không. Cá chẻm có giải. Giải được. Ở trong ngòn á. Ăn thịt trong ngòn. Mà nghe nó tròn trong tay thôi các bác. Nó mà tên Lộc địa chỉ đó thì người ta làm với cái nhà làm thân phải có địa chỉ tên địa chỉ mình đây phải không? Ừ, với chung sổ của Lộc với chứng minh của vợ mình thì người ta làm ha, anh đang hát gì nữa, nó đi làm nhiều lắm, cần cái chứng minh của vợ hả? Không phải để vô với chứng minh, nó đang làm thẻ căn cước chưa có, còn tôi bao nhiêu tuổi?
Ê, còn cái thô nữa đâu? Còn cái thô nữa đâu? Nó phải cần, tại vì chứng minh cái số kế ước. Bây giờ bản bản cũng xài thẻ cũ sao miễn là có cái nào tài cũ với thêm mới coi cùng cái xấu à tôi có chụp cái xấu đâu là nghĩ nổi lên hết con chip thôi nghĩ nổi lên hết rồi xấu luôn nữa làm chip chỉ là con chip thôi chứ số nó như cái thẻ nhà băng mình thôi có một chip thôi chứ cái số giống nhau chính đổi vậy là nguyên đất nước nó đổi hết là sao thì vậy nếu là mẹ nó đổi luôn đó, đổi chip vào cái số với chứng minh nhận giữ cái số nhận giữ nếu mà nó đổi thì cái số nếu mà nó giữ cái số đó ở đâu cần lang tan làm gì số vậy ở đâu Việt Nam là cái gì nha là cái vợ mà lập gì lấy vợ anh vợ nhiêu tuổi lập vợ 29 tuổi hả lộng nhiêu 30 hả sao sát như nữ rồi lấy mấy đứa trẻ rồi mấy cái giọng nhẹ rồi còn nữa nè còn sẽ phải gọi lưới bò với lòng bò chứ lại mượn chị bún vô nữa bún vô nó mới ngon được lâu lâu ăn món Tây Ninh là được không này mắm không ta mắm chua hả? Mắm chua mắm cá con ở Tây Ninh á. Mắm này được mà. Mắm này mà đổ lên cái coi như. Trời ơi. Có ăn xong đi núp lửa như vậy. Cái này nó không ăn bạn. Nó có cửa. Tôi đó, thùng bia anh em mình nhậu cũng chết mà. Thùng bia 24 bỏ nó 30 tầng. Bán thùng bia nhiêu mà. Bán thùng bia nhiêu. Thùng bia cũng bằng với em. Bia nó cũng là giá à. Ok, video hai lúa của đây tới đây kết thúc nha. Hello hai lúa. Hẹn video kế tiếp. Nhớ subscribe cho hai lúa nè. Vô mọi người ơi. Vô. Cảm ơn em có CD. Hai lúa sợ về Việt Nam tao không biết mở của em không biết bên đây.